Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, năm 2019 sẽ là 40 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung. Cuộc chiến tranh đã lùi xa nhưng những bài học mà nó để lại thì vẫn không cũ. Đối với cả hai nước Việt Trung, cuộc chiến tranh đó là một cuộc chiến gần nhất mà hai bên trải qua và cũng là cuộc chiến mới nhất trong cuộc đối đầu ngàn năm giữa hai dân tộc. Ở Việt Nam, những năm gần đây dư luận mong muốn đưa cuộc chiến này vào chương trình giáo khoa lịch sử và đừng bị quên lãng ở phía trung quốc do những căng thẳng xoay quanh vấn đề biển đông cộng với sự không vui của họ khi thấy việt nam tăng cường quan hệ với các nước lớn khác như mỹ nhật ấn độ cho nên trong mấy năm trở lại đây trên các tờ báo mạng của họ tần suất bàn luận về các vấn đề giữa hai nước việt trung cũng càng ngày càng gia tăng trong đó cuộc chiến tranh việt trung đã qua và nguy cơ xảy ra chiến tranh mới giữa hai nước là một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất gần đây tờ sohu có một bài viết viết tựa đề là nếu lại một lần nữa vũ khí tiên tiến việt nam sẽ có bao nhiêu sức uy hiếp hàm ý của họ là nếu hai nước lại chiến tranh thì các vũ khí tiên tiến mà việt nam mới mua sắm gần đây có sức uy hiếp đối với họ ở mức độ nào bài báo viết rằng khả năng có rất ít người biết rằng khi trung quốc phát động chiến tranh chống việt nam việt nam vừa mới kết thúc cuộc kháng chiến chống mỹ chưa lâu thu được không ít vũ khí trang bị tiên tiến của mỹ sau đó việt nam kết đồng minh với liên xô lại tiếp nhận từ tay liên xô số lượng lớn vũ khí hiện đại bởi thế khi trung việt chiến tranh vũ khí trang bị của quân đội trung quốc sử dụng có rất nhiều loại không bằng việt nam vậy thì hiện tại vũ khí tiên tiến của việt nam có uy hiếp với quân đội ta nhiều hay không chẳng hạn Máy bay Su-30, tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ Zepat, tàu tên lửa Monia, tên lửa phòng không S-300, tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion p Câu trả lời thật ra rất dễ, đó là không có bất kỳ uy hiếp nào. Giả như Trung Việt lại bộc phát chiến tranh lần nữa, chắc chắn trăm phần trăm là sẽ kết thúc trong tình thế thực lực Trung Quốc thắng lợi áp đảo. Su-30 sẽ bị hỏa lực phòng không Trung Quốc làm cỏ, tàu ngầm Kilo sẽ bị hỏa lực chống ngầm Trung Quốc làm thịt. Tàu hộ vệ Zerpat, tàu tên lửa Monia sẽ bị hỏa lực chống hạm của Trung Quốc diệt sạch. Tên lửa phòng không S-300 sẽ bị bộ đội đặc chủng Trung Quốc thâm nhập vào hậu phương tiêu diệt. Còn tên lửa Batson P là vũ khí phòng thủ nên sức uy hiếp không lớn. Không sai, chiến tranh sẽ là như vậy. Chúng tôi không lợi hại hơn ai, nhưng tôi sẽ đánh anh với những thứ mà anh không có. Anh có dao, tôi có súng. Anh có súng thì tôi có thiết sáp, vân vân. Trừ phi Việt Nam có thể có phương thức hữu hiệu đối kháng lại hỏa lực phòng không, chống ngầm, chống hạm và hoạt động thâm nhập của đặc chủng binh. Bởi vì Trung Quốc sẽ không dùng chiến đấu cơ để đánh nhau với chiến đấu cơ, không mang tàu chiến đi đánh tàu chiến, không đem tên lửa phòng không đấu với tên lửa phòng không, càng không dạy khờ mang tàu ngầm đi đấu tàu ngầm. Cho nên chiến tranh không phải là anh cứ đem những máy bay tàu chiến tàu ngầm đi so sánh thấy tốt hơn đối phương là được cũng giống như anh có một tàu sân bay nhưng nếu không hình thành được sức mạnh chiến đấu của nhóm tàu sân bay tương ứng thì như vậy tàu sân bay của anh cùng lắm chỉ là một cái bia di động giá cao đây chính là sự khác biệt giữa hệ thống hóa và cá nhân cao cấp tương tự như vậy lực lượng tên lửa chiến lược trung quốc vang danh thế giới nhưng nếu không có đủ không quân và lục quân hùng mạnh bảo đảm vùng trời và mặt đất an toàn thì lực lượng tên lửa chiến lược cũng sẽ bị người ta hạ đo ván cho nên trung quốc cần ra sức phát triển không quân và tăng cường sức mạnh hải quân, lục quân. Đây là vấn đề quân sự, thiếu một cái cũng không được. Do vậy Việt Nam không có năng lực tác chiến hệ thống, chỉ có số ít vũ khí trang bị tiên tiến nên không hình thành uy hiếp quá lớn với Trung Quốc. Thưa quý vị, bài viết trên đây chỉ là lập luận theo kiểu đánh trận trên giấy hoặc là tác giả của nó đang tư duy theo kiểu trò chơi điện tử. Nói theo kiểu máy bay bị hỏa lực phòng không diệt, tàu chiến bị hỏa lực chống hạm diệt, thì trẻ con cũng có thể nói được vì cái nọ được sinh ra là để diệt cái kia. Nhưng vấn đề làm thế nào để thực hiện được lý thuyết mới quan trọng. Qua quá trình tìm hiểu, tôi thấy rằng vấn đề này không phải đến bài viết này của Sohu mới có, mà từ trước đó nhiều ngày tháng, trên trang hỏi đáp chư khu đã có câu hỏi này, và cho đến thời điểm tôi xem được thì đã có gần 350 lượt tham gia trả lời. Điều đáng ngạc nhiên là những người có quan điểm ngông cuồng như tác giả bài viết của Sohu lại không được cộng đồng ủng hộ. Trái lại, những ý kiến theo hướng các vũ khí của Việt Nam sẽ có sức uy hiếp lớn với Trung Quốc thì lại nhận được nhiều ủng hộ tán thành. Tôi xin đơn cử ra đây một ý kiến nhận được nhiều tán thành nhất với tổng số 3.100 lượt like và do nhận được nhiều tán thành nhất nên nó được xếp thành câu trả lời hàng đầu. Nội dung câu trả lời này như sau. Nói như vậy thì uy hiếp rất lớn, thậm chí còn có ảnh hưởng cực lớn đến sự tồn vong của Trung Quốc, không được phép và không thể xem thường được. Sau đây là một số lý giải của tôi. Thứ nhất, Việt Nam có năng lực gây ra họa diệt vong cho dân tộc Hoa Hạ. Việt Nam đã ký hợp đồng mua từ Nga 6 tàu ngầm Kilo, đến nay đã nhận đủ hàng. Những tàu ngầm này được gọi là hố đen đại dương vì nó chạy rất êm. Do vậy, đây là một đối thủ đáng sợ của Hải quân Trung Quốc. Nội bộ Hải quân Trung Quốc khi diễn tập muốn tìm kiếm tàu ngầm kilo cũng là một việc cực kỳ khó khăn trong một vùng biển rất nhỏ đã xác định trước mà phải tìm đi tìm lại mới thấp thoáng tìm được một chút dấu vết chưa cần nói việc tàu ngầm kilo uy hiếp các tàu hải quân cỡ trung và cỡ lớn nếu như đem những tàu ngầm này vào hoạt động chiến tranh phá hoại của họ chỉ cần họ phát động một cuộc chiến tàu ngầm không hạn chế sẽ đưa cả trung quốc vào bờ vực tai nạn khu vực duyên hải đông nam là trung tâm của trung tâm về kinh tế trên 80% giao dịch xuất nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua Biển Đông. Nếu như tuyến đường Biển Đông bị cắt đứt thì Trung Quốc lập tức sẽ rơi vào hỗn loạn. Tưởng tượng một chút thì hơn 10 triệu người bị thất nghiệp sẽ tạo ra áp lực xã hội như thế nào? Trung Quốc lập tức sẽ phải bù đầu xử lý một loạt lộn xộn trong xã hội và chính quyền cũng có nguy cơ sụp đổ. Nếu lục quân Việt Nam lại phát động tấn công quy mô lớn vào nội địa Trung Quốc thì khủng hoảng lập tức sẽ lan ra toàn quốc trung quốc đã hỗn loạn không thể chịu nổi sẽ giống như một ngôi nhà đổ nát việt nam chỉ cần đạp mạnh một cái ở cửa là sẽ sụp đổ lực lượng lục quân có hàng chục vạn binh hàng ngàn xe tăng xe bọc thép như việt nam là một mối uy hiếp không thể xem nhẹ trung quốc cần thời thời khắc khắc cảnh giác cuộc tấn công đại quy mô của việt nam thứ hai là mối uy hiếp của không quân và tên lửa việt nam không quân việt nam nhập khẩu từ Nga mấy trung đoàn Su-27 và Su-30. Những máy bay tiêm kích và oanh tạc này có thể phối hợp với tàu ngầm và tàu tên lửa tấn công nhanh của Việt Nam để phong tỏa đường biển, tấn công hạm đội Trung Quốc. Nó cũng có thể dùng để tấn công những đoàn tiêu diệt nhằm vào các phúc địa nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Các nhà máy thủy điện cỡ lớn như thủy điện Tam Hiệp, Cát Châu, Long Than, vân vân đều nằm trong phạm vi tấn công của Việt Nam. Các nhà máy điện hạt nhân như Lĩnh Áo, Tần Sơn, Đại Á Loan cũng đều nằm trong phạm vi. Các trung tâm công nghiệp và thành thị lớn như Quảng Châu, Hồng Kông, Thành Đô, Trùng Khánh, Liễu Châu cũng nằm trong phạm vi của không quân Việt Nam. Nếu Việt Nam có khả năng tiếp dầu trên không thì còn có thể tấn công đến tận Thượng Hải, Bắc Kinh, vân vân. Tưởng tượng một chút, nếu các mục tiêu nói trên bị tấn công lớn thì sẽ dẫn đến tình hình nào? Ba nhà máy điện hạt nhân và ba nhà máy thủy điện đồng thời bị tấn công thì miền Nam Trung Quốc hết đất sống bụi phóng xạ cũng sẽ bao trùm khắp đại lục. Điều này thật đáng sợ. Ngoài không quân, Việt Nam còn có số lượng lớn tên lửa đạn đạo SCAT, tên lửa chống hạm Basson P là những mối uy hiếp lớn khiến người ta cực kỳ đau đầu. Giả thiết thành phố Hồng Kông được coi là trung tâm tài chính thế giới bị tấn công bằng tên lửa. Thị trường tài chính thế giới sẽ lập tức bị ảnh hưởng mà hậu quả có thể so với tấn công hạt nhân. Thứ ba là mối uy hiếp hạt nhân đang biến thành sự thực việt nam đã ký với nga pháp nhật mỹ các văn bản hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân một khi các nhà máy điện hạt nhân trong chủ tính của việt nam hoàn thành xây dựng họ có thể nhanh chóng tích lũy vật liệu hạt nhân để tạo bom nguyên tử vũ khí nguyên tử đối với các nước trên thế giới không còn gì là bí mật chỉ cần khắc phục được áp lực chính trị hạ quyết tâm và đầu tư đầy đủ nguồn lực thì việt nam có thể dùng vài năm để chế tạo ra vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì khó khăn thưa quý vị và các bạn câu trả lời trên đây hẳn sẽ là khiến nhiều bạn thích thú tuy nhiên tôi cho là câu trả lời này cũng có phần phiến diện nếu quan điểm của bài viết trên sohu là cực đoan cực hữu thì câu trả lời trên chư khu đáng được xem là cực đoan cực tả một bên chỉ nhìn vào sức mạnh trung quốc còn một bên thì chỉ nhìn vào các khả năng có thể làm của việt nam nhìn vào thực lực của mình chúng ta phải thẳng thắn mà nói là nếu cực chẳng đã Ta có thể quấy rối phá hoại làm gián đoạn tuyến đường biển của Trung Quốc qua biển Đông ở mức độ nhất định, chứ không đủ khả năng cắt đứt tuyến vận tải này. Còn với kịch bản sử dụng không quân và tên lửa đạn đạo để đánh vào các trung tâm công nghiệp, các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc thì lại là một cú liều lĩnh quá mức. Nếu như tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, họ sẽ có lý do để đáp trả bằng đoàn tấn công hạt nhân. Dù kẻ tấn công họ là Mỹ cũng đừng mong đánh người xong lại có thể ngồi rung đùi, huống chi là Việt Nam đó là chưa kể lực lượng có hạn làm sao chúng ta có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hệ thống phòng thủ của họ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong nội địa như vậy với kịch bản hạt nhân cũng vậy tấm gương các nước theo đuổi hạt nhân như iran triều tiên vẫn còn sờ sờ trước mắt một khi bước chân vào con đường này là bước vào một cuộc đánh cược nguy hiểm có vũ khí hạt nhân không làm cho iran và triều tiên trở nên khỏe hơn mỹ mà ngược lại chỉ khiến cho nước nhà càng ngày càng nguy hiểm đời sống nhân dân ngày càng khốn khổ Thưa quý vị, do cả hai bài này đứng ở hai thái cực khác nhau, nên tôi đã cố ý đặt chúng cạnh nhau để nhìn cho rõ. Có thể nói rằng, nếu người Trung Quốc nghe theo luận điệu của Sohu, họ sẽ phải vỡ mộng. Còn nếu người Việt Nam nghe theo câu trả lời trên chư khu như trên, thì sẽ mắc phải bệnh ảo tưởng ếch muốn nuốt bò. Xem xét về mọi mặt, các loại vũ khí như tên lửa S-300, tàu ngầm Kilo, máy bay Su-30, tên lửa chống hạm Basson-P của Việt Nam vẫn là một đối thủ đáng gờm và có thể khiến trung quốc khiêu vũ với tử thần nếu định phiêu lưu quân sự ngược lại nếu chỉ với những vũ khí ấy mà việt nam ở vị trí người tấn công sang đất đối phương thì lành ít giữ nhiều chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại